Công ty cổ phần cơ điện lạnh Zee REE được thành lập năm 1977 với trọng tâm ban đầu là mảng cơ điện lạnh. Sau đó, công ty phát triển và mở rộng sang nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau bao gồm bất động sản, văn phòng cho thuê và các ngành nghề dịch vụ tiện ích. REE là doanh nghiệp đầu tiên cổ phần hóa vào năm 1993, bắt đầu niêm yết trên sàn HOSE từ tháng 7 năm 2000. REE là một trong những công ty giá trị cơ bản cao, cực kỳ minh bạch trên sàn chứng khoán. Từ năm 2020, Zee tái cấu trúc theo mô hình holding với tổng công ty đóng vai trò là công ty mẹ, nắm giữ quyền kiểm soát 4 công ty tương ứng với 4 mảng kinh doanh: M&E, bất động sản, điện và nước. Mô hình tổ chức của REE. Điều gì khiến REE trở thành cổ phiếu tăng trưởng bền vững? Ban lãnh đạo, quản trị công ty xuất sắc, chỉ có như vậy cổ đông mới là người được hưởng lợi lâu dài từ sự phát triển công ty. Tỷ trọng sở hữu của ban lãnh đạo ở mức vừa phải, vừa có thể là động lực thúc đẩy ban lãnh đạo tìm cách gia tăng lợi nhuận trong tương lai, vừa bảo vệ lợi ích cổ đông. Đội ngũ quản lý của REE đều có thâm niên với công ty và giàu kinh nghiệm chuyên môn. Đội ngũ ban lãnh đạo REE đủ tài năng và tâm huyết để nâng tầm doanh nghiệp trong nhiều năm tiếp theo. Tuy nhiên, động lực tăng trưởng sẽ khó đột phá khi đội ngũ ban lãnh đạo đều là thế hệ cũ với chiến lược hạn chế rủi ro được ưu tiên hàng đầu. Các mảng kinh doanh chính có lợi thế cạnh tranh bền vững, tiềm năng tăng trưởng dài hạn, cổ tức cổ đông được nhận cũng tăng theo thời gian. Dẫn đầu mảng cơ điện lạnh, tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trên thị trường dịch vụ cơ điện công trình, hợp tác với các nhà thầu xây dựng nhằm đem đến cho khách hàng các giải pháp thiết kế, mua sắm, thi công chọn gói tối ưu cho cả công trình, củng cố thị phần trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm cơ điện lạnh mang thương hiệu Vitech. Vime là nhà thầu cơ điện hàng đầu, đã thực hiện nhiều dự án cảng hàng không. Jipro là nhà thầu EPC cho các dự án năng lượng mặt trời áp mái. Vitech và RMC phân phối máy điều hòa không khí thương hiệu Vitech và FUISU. Mảng này tuy không có nhiều ưu thế song mang tính bổ trợ rất tốt. Dòng tiền ổn định đến từ mảng cho thuê văn phòng, duy trì tỷ lệ lấp đầy với diện tích sở hữu hơn 130.000 m2 văn phòng đang được vận hành khai thác cho thuê, tiếp tục tìm kiếm và phát triển các dự án mới để bổ sung 50.000 m2 diện tích cho thuê trong 3 năm tiếp theo. Zee đang vận hành các tòa nhà văn phòng với tổng diện tích cho thuê hơn 150.000 m2 và sẽ tăng lên 190.000 m2 khi Thao 6 chính thức đi vào hoạt động cuối năm 2023. Hệ sinh thái dịch vụ tiện ích mang lại nguồn lợi nhuận tăng trưởng ổn định, tiếp tục đầu tư vào công trình hạ tầng điện, nước và quyết tâm áp dụng mô hình quản trị theo các thông lệ tốt, minh bạch, hướng đến hiệu quả. Zee Energy đang đầu tư vào các nhà máy, dự án, thủy điện, điện gió, điện năng lượng mặt trời và nhiệt điện với tổng công suất lắp đặt lên đến 3.000 MW. Tổng công suất điện tương ứng với tỷ lệ Zee Energy đang sở hữu là 1.000 MW. Cổ đông lớn tại các nhà máy điện hàng đầu như PPC, HND. Zee Water đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh, xử lý và phân phối nước với tổng công suất sản xuất là 1,2 triệu mét khối trên ngày. Tổng công suất sản xuất nước tương ứng với tỷ lệ Zee Water đang sở hữu là 450.000 mét khối trên ngày. Nền tảng tài chính tương đối lành mạnh, trả cổ tức tiền mặt đều đặn mỗi năm 16-18%. Nhận diện cơ hội đầu tư. Khi tổng tài sản tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững qua các năm, từ 520 tỷ đồng vào quý 1 năm 2005 lên 33.045 tỷ đồng vào quý 3 năm 2022. Đây là cơ sở để xác định ý tưởng đầu tư đối với cổ phiếu REE. Phương pháp đầu tư gợi ý là khi lợi nhuận sau thuế tăng trưởng bền với tốc độ tăng trưởng kép 23,9% mỗi năm từ năm 2003 tới năm 2021. REE và FPT là hai doanh nghiệp hiếm hoi trên sàn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian dài. Với lợi nhuận sau thuế liên tục tăng trưởng, trục giá trị của cổ phiếu chắc chắn sẽ tăng tương ứng. REE phù hợp với các nhà đầu tư giá trị hoặc đầu tư tích sản, mua vào khi thị trường đạt đáy dài hạn và nắm giữ lâu dài hoặc mua tích lũy dần mỗi khi giá cổ phiếu về dưới giá trị. Biến động giá cổ phiếu, trục giá trị của REE tăng liên tục và bền bỉ qua 5 tháng. Kết luận, thường xuyên thực hành nghiên cứu cụ thể từng trường hợp từng cổ phiếu để nâng cao kỹ năng tìm kiếm siêu cổ và nhận diện được cơ hội đầu tư sớm nhất. Học viện Cổ phiếu Trường Money chúc các bạn đầu tư thành công.